Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Honda CR-V 2010, động cơ 2.4 anh em nhé. Sản phẩm là được sản xuất bởi công ty Sanden. Đây anh em này. Đây là chính là cái lốc điều hòa. Đây là bốn chân để chúng ta bắt vào lốc máy nhá anh em nhé. Đây là cái ốc để chúng ta xả bỏ hoặc châm dầu này. Đấy. Riêng CR-V này thì nó sẽ khác với cả cái dòng Civic là cái mặt bích của nó này. Đây, anh em nhìn. Bích dưới, bích trên. Đây là cái cảm biến của lốc này. Lốc thì được lai bằng Sakura 1 2 3 4 5 6, 6 tức là 7 rãnh. Đấy ạ. Đây, Terios E09 này, ra ban luôn. Đấy, lốc xịn nha anh em nhé. Lốc này thì dạng là một thân tròn và một phần cổ lúi vào với nhau. Đây là phần bu li của nó này. Đấy, vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Honda CR-V. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.